Mộc đang thi công một cái tủ áo có hộc dấu đồ ẩn cho khách nhé. Nhưng mà cái hộc dấu đồ ẩn này thì Mộc sẽ tiết lộ trong một cái clip ngắn. Nghĩa là cái clip này chỉ có những ai đặt yêu cầu hộc dấu đồ ẩn thì Mộc sẽ cho mọi người coi cái tủ này nha. Đó, thì nó có những hộc dấu đồ ẩn, khi mà Mộc làm cho khách thì khách hàng sẽ không cho Mộc quay lên. Đó, nên Mộc nói là có rất là nhiều thiết kế hộc dấu đồ ẩn mà mọi người không biết. Đây là một cái tủ quần áo Mộc đang làm theo yêu cầu khách. Thì cái tủ này thì mọi người sẽ thấy là làm cửa lùa và thiết kế mở rất là cầu kỳ. Và nữa là sao nhỏ, giá thành cũng rất là cao. Bởi vì sao mà một số người kêu là sao không làm tủ gỗ tự nhiên toàn bộ trong phòng cho nó đẹp. Mộc nói là ngay kể cả những căn hộ mười mấy tỷ mọi người thấy cũng làm gỗ công nghiệp chứ không làm gỗ tự nhiên này. Lý do bởi vì sao? Bởi vì nó rất là mắc tiền và không có tiền làm nha mọi người. Như cái tủ này Mộc đang làm cho khách ở Bà Rịa Vũng Tàu, và tủ này đang làm với giá là 4,7 triệu một mét vuông. Nếu mà mọi người thích giá thành rẻ hơn thì Mộc có thể làm xuống là khoảng 3,9 triệu một mét vuông và khoảng cỡ 3 triệu một mét vuông cũng làm được luôn. Thì vì sao cũng là bằng gỗ ép này mà nó có nhiều loại như vậy thì Mộc sẽ giải thích cho mọi người trong cái clip này. Tại vì sao mà người ta cứ bảo là phun gỗ nhưng mà lại giá rẻ thế, mà sao mà Mộc làm phun gỗ mà giá lại cao thế? Thì mọi người thấy cái này nó là bằng gỗ toàn bộ nha. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là bên các phần mà phần phía này, phần đình trên này, phần đình dưới này, là các vách này là Mộc đã làm pha qua là gỗ cao su phủ sồi. Nghĩa là nó cũng là gỗ nhưng mà mình phủ lớp gỗ sồi bên ngoài. Đấy, mấy cái này là cao su phủ sồi à. Đấy. Đấy, mọi người sẽ thấy là nó có phủ lớp bên ngoài thôi, chứ bên cái cốt của nó, cái cốt lõi của nó là bằng gỗ cao su. Đấy, cái này là gỗ cao su à. Đó. Đấy. File mà còn 4,7 triệu mét vuông nhé. Đấy, mọi người sẽ thấy cái phần này nó cũng là bằng cao su phủ sồi luôn. Đấy. Và các lát bên này nếu mà mọi người muốn rẻ thêm khoảng 700 ngàn thì Mộc cũng sẽ làm bằng gỗ cao su phủ sồi. Nhưng mà khách hàng yêu cầu Mộc là cái này là bằng gỗ sồi tự nhiên, cái này là bằng gỗ thịt nha. Đó, gỗ thịt dày 2 phân. Đó, thì nó sẽ mắc. Còn mọi người mà thích rẻ hơn thì thay vì các vách này thì người ta làm bằng gỗ cho mọi người, thì người ta sẽ chuyển qua làm bằng gỗ công nghiệp phủ. Nghĩa là lõi của nó sẽ là bằng gỗ MDF trong mình phủ vân gỗ bên ngoài. Đó, thì nó làm như vậy thì một cây như thế này nó có thể rẻ xuống khoảng 1,000,000 một mét vuông nữa. Đấy, nên giá nó sẽ co giãn theo cái mức của mọi người đặt. Đấy, còn nhiều thằng nào mà cứ kêu là em sẽ làm cho anh 2,5 triệu một mét vuông và gỗ tự nhiên 100% thì mọi người thấy phải vỡ mặt ra cho Mộc. Bởi vì nó là sợ, em sợ chó ấy, không có chuyện gì mà nó có giá rẻ mà ngon đâu mọi người ạ. Nói chung giá rẻ nó sẽ có vấn đề của giá rẻ. Đó, mọi người sẽ thấy bên này, và nữa là sao nhở, đấy, nó có thể co giãn rẽ như vậy. Và cái tủ này thì đang làm theo yêu cầu khác, và khác đặt là ngang là 3m75 và cao là 2m7. Đó, thì bên này nó khách hàng thiết kế là cái tấm này đằng trước là để kính, bên này là để đựng đồ trang điểm và làm cánh cửa lùa. Nhưng Mộc nói là cái cánh cửa lùa này ấy, riêng cái tiền van mọi người sẽ thấy là cái này nó đẩy van Heplay này. Đấy, van Heplay thì cái loại van này tốt, thì một bộ van này của nó thì một bộ này gắn nhắn toàn bộ tủ áo này tiền van thôi là hết 3 triệu rồi. Còn nếu mà mọi người thích loại rẻ thì thay qua cái loại rẻ thì nó chỉ khoảng cỡ 600-700 ngàn là nó tiết kiệm được 2,5 triệu. Nên thường mọi người sẽ làm, nghĩa là khi mẹ làm ấy, nó có nhiều cách để mình bớt giá thành lắm. Quan trọng là mọi người muốn giá nào thì cái xưởng đó người ta sẽ làm cho mọi người với giá thằng đó thôi. Đó, chưa kể kỹ thuật người làm nha. Chẳng hạn như cây gỗ này phơi sấy, Mộc nói là vì sao có những người người ta làm cái tủ này có thể xài 30-40 năm không bao giờ hư, nhưng mà có những người người ta làm cái tủ này nhiều khi mọi người xài 2-3 năm này nó có vấn đề rồi. Thì bởi vì do cái kỹ thuật của người làm, chẳng hạn như cái cánh này làm kỹ thuật là mình phơi sấy rồi. Và nữa là mọi người biết làm cái cửa lùa này thì nó phải có một cái đố ở giữa như thế này để nó chống co cái vặn, co vặn gỗ. Nếu mà mọi người làm cái một tấm bản lề nó làm từ già từ trên xuống dưới là cái gắn cửa này về sau mọi người xài là nó bị căng luôn, nó căng là mọi người không đẩy được luôn, nó bị rít luôn. Vì sao mà Mộc biết? Mộc làm bị
bị lỗi rồi nhé mọi người, bởi vì lần trước là mộc làm một cây khác đòi yêu cầu một cái cắn dài thẳng suốt, xong rồi mình làm theo yêu cầu khác nhưng mà hồi sau về vặn, thế phải sửa lại bảo hành đó. Thì mình sẽ khi mà mình làm nó có cái kỹ thuật sai thì mình sẽ phải điều chỉnh lại, thì mình sẽ có kinh nghiệm để mình làm các tủ sau tốt hơn đấy, chứ không phải là làm cứ làm là làm đâu. Nói chung là nhiều tốn nhiều tiền lắm. Nhiều tiền nhiều kinh nghiệm mọi người. Bên này mọi người sẽ thấy là có hai móc treo đồ, phía dưới này mọi người có thể để đồ đấy, còn hoặc mọi người sẽ bên trong này mọi người thích thì mọi người sẽ thiết kế vắt ngăn hay cắt ngăn đồ hay gì đấy, mọi người sẽ thiết kế theo yêu cầu mọi người thì mọc cũng làm được. Nói chung là nó có bản thiết kế, mọi người thích thì làm theo đấy. Rồi cắt coi gỗ tự nhiên thì mọi người cứ coi cái phần này, phần trong lên này đấy, phần trong lên bên này. Xong mọi người coi phần trong lên bên này đấy, thì nó là gỗ tự nhiên nha mọi người nha. Đấy, còn gỗ công gỗ cao su phủ ấy mọi người sẽ thấy là vân nó đồng nhau, nó giống nhau y chang này. Coi vân mặt trước và vân mặt dưới gầm này, vân mặt sau ấy, coi vân mặt trước và coi vân mặt sau ấy thì mọi người sẽ thấy là hai cái vân nó khác nhau trước quốc à. Đó, thì mọi người sẽ biết là cái gỗ này là gỗ phủ. Tất nhiên là mộc làm gỗ tự nhiên phủ là còn đỡ nha. Còn nếu mà thích rẻ như mộc nó là có thể chuyển qua bằng gỗ công nghiệp MDF phủ. Về phần tủ áo thì chiều sâu bao nhiêu là hợp lý? Thì mộc nói là nếu mà những cái tủ áo mà hàng đạt ấy thì mọi người sẽ thấy là chiều sâu của nó là 60. 60. Từ đây qua đây là 60. Còn nếu mà mọi người nếu mà thường tủ áo mấy tủ áo gỗ công nghiệp ấy, nếu mà làm kích thước thước chuẩn ấy thì là 55. Với làm 55 là mình làm cũng hơi ăn bớt đấy. Nhưng mà 55 là xài là đúng chuẩn, còn nếu mà ngắn hơn thì là không phải đâu. Nếu mà chiều sâu chẳng hạn của nó là 50 chẳng hạn đi. Đó, thì nó làm cái tủ này là quá ăn bớt rồi. Đó, nên mọi người cũng để ý cái chiều sâu nhá. Bởi vì cái chiều sâu mà mình làm đúng ấy thì nó sẽ hợp lý hơn và xài nó thoải mái hơn. Đây là vén hậu đằng sau. Đấy, mọi người sẽ thấy là cái vén lúc mà mọc coi mọi người là cái vân nó ngoằng lên ấy, thì cái vén đằng sau của nó là một cái vén khác rồi. Đó, nhưng mà nó vẫn là gỗ tự nhiên nha. Và nữa là giá mà vì sao mà khác nhau vậy? Một mọi người đơn giản, mọi người mộc hay nói mọi người là đồ màu gỗ ấy nó rất là đa dạng. Nó giống như mọi người đi mua ổ bán mì thịt thôi. Chỗ này bán 10.000, chỗ kia bán 12.000 hay chỗ kia làm bán 15.000. Thì mọi người sẽ thấy là bên nào người ta bán giá hợp lý hay ngon thì mọi người mua thôi. Còn mọi người thấy rằng chứ không phải là cái thằng mà rẻ là nó ngon hay là nó bổ. Nhiều khi cái thằng này bán ổ bánh mì rẻ nó lại cho thịt thiêu, thịt thối đâu. Mọi người ăn về mọi người đau bụng còn chết hơn, phải không? Nên thường là mọi người phải đi mọi người cân nhắc. Còn nhiều khi mình cân nhắc sai lầm thì lần sau mình rút kinh nghiệm hơn. Đó. Đấy, mọi người sẽ thấy trong này để đồ. Thực sự là em theo kinh nghiệm của mộc nha, nếu mà không nhất thiết thì mọi người đừng có làm cái học trên này. Thực sự mọi người này, mọi người sẽ không bao giờ mọi người để đâu, hoặc là rất hiếm khi mọi người để. Có thấy cái học trên này không? Rất hiếm khi mà để mà nó rất là đườm rè đó mọi người. Cái này là kinh nghiệm cá nhân của mộc khi mà mộc sử dụng tủ ấy nha. Đó, còn mọi người thích để thì hay là mọi người có nhu cầu thì mọi người hãng đặt, còn không thôi đừng có làm cái này. Nói chung là làm mình không sử dụng tới, xong rồi để cả ngàn năm mới lấy ra đồ ra một lần thì phức tạp lắm. Tủ này mọc đang làm cho khách là ngang 3m75, cao 2m7 và sâu là 60. Tủ này làm 4.700.000 một mét vuông. Còn mọi người nếu mà mọi người thích các vắt bên trong này phủ ấy thì mọi người đặt mộc thì mộc làm 3.900.000 một mét vuông. Đó, còn chẳng hạn mọi người thích rẻ nữa thì mọi người có thể chuyển qua gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp hôm bữa mộc làm ấy thì gỗ en cường hay mấy loại xịn. Gỗ công nghiệp MDF en cường nói sang thôi là nó cũng ra khoảng 2.700.000 một mét vuông rồi. Còn mọi người thích mà gỗ MDF mà loại thường thường ấy thì mộc làm là 1.750.000 hoặc 1.850.000 tùy mẫu. Đó, còn loại này mọi người thấy không, 4.700.000 mét vuông một cái tủ ấy, 47.900.000. Rồi vậy nhé mọi người nhá. À quên, giá bao gồm là mộc sơn thịt hoàn thiện, miễn phí vận chuyển tận nhà mọi người và lắp ráp tận nhà mọi người nhá. Đó,
Thì tất nhiên là trong vòng bán kính là khoảng 100 km trở lại thôi. Còn nếu mà xa hơn thì mọi người sẽ phải hỗ trợ Mộc thêm phí nha. Rồi vậy nhé mọi người. Chào mọi người.